Rồi 4:30 khởi hành từ McDonald's. Nếu mà anh em nào mà chưa có xem cái clip trước mà mình có quay lại cái lúc mà mình gắn setup cái con Twitter Plus á, thì mọi người xem đâu đó, mình để cái link đâu đó trên ở phía trên này nha. Cửa ngõ Sài Gòn đi về các tỉnh miền Đông và phía Bắc. Buổi sáng người ta đi tập thể dục thích ghê, hồi nãy giờ thấy mấy đoàn xe đạp rồi, vui chơi lành mạnh. Cầu Sài Gòn. Cái cảm giác khi gắn cái con Twitter lên á thì nó có khác nhiều á. Trước đây mình đi lại bô á thì mình mát xăng gió lại. Nhưng mà mình không có cảm nhận sự thay đổi nhiều lắm, là tại vì mình hay đi đường dài á, nên là nó khi mình chạy mình sẽ trải qua rất là nhiều cái loại địa hình đường ha, cái điều kiện đường sá giao thông với thời tiết nó, nên là trên một cái cung đường mình đi mình trải qua nhiều cái thứ nó khác nhau lắm. Cái map xăng gió thì nó khích lại cái tỷ lệ xăng gió á, nên mình không có thấy nó thay đổi nhiều, nó cứ giữ đúng vậy, nên mình không có cảm nhận được thay đổi. Còn cái này thì nó trong cái mỗi điều kiện, ví dụ mình chạy trong phố thì mình hay chạy vòng tua nó không có cao được, vòng tua thấp, mình thử chạy vòng tua thấp mà chạy suốt cao xem coi nó cái khả năng nó mượt mà đến cỡ nào, thì mình thấy nó ổn hơn là zin rất là nhiều. Còn chạy tốc cao, tua cao thì không nói rồi. Chạy tốc cao, tua thấp, chạy chậm. Rồi sang số cảm giác nó cũng mượt hơn á. Để xíu mình chạy lên Lâm Đồng, điều kiện khí hậu nó khác, coi là nó có bị thiếu xăng như ngày xưa không. Nay mình đi chắc giờ này chắc mình sẽ tới Đà Lạt đâu đó tầm 8:30 gì đó. Mình thích đi nó thoải mái, không có ràng buộc gì, giờ giấc, thời gian, tốc độ gì hết. Đi thì sao mình cảm thấy mình thấy thoải mái là nó được rồi. Mệt thì nghỉ, hết mệt thì đi. Nên là đi cái kiểu của mình là chỉ có nước đi mình với đi với ai được đâu. Tập cái thói quen nó khó ghê á, mà khi đã quen rồi á mà sửa nó thành một, để thành một cái thói quen khác nó còn khó ác nữa. Ngày đó mình chạy, mình hay ở đó mình tập, mình cứ để hờ hai cái ngón lên
Thịnh Thắng nè. Con thì mình chạy mình buông ra chứ mình không có ôm nó. Riêng cái Thắng thì mình chạy mình cứ hai cái tập của mình là hay mình hay để lên đây, mình kiểu mà giữ phòng á. Nhưng mà sau này mình xem một số biker nước ngoài với lại các anh hướng dẫn mà chạy xe an toàn á, thì người ta khuyên là không nên bỏ cái thói quen này. À, mình chạy mình cứ như vậy thôi. Rồi có chuyện cần thắng gấp thì mình mới để hết mấy ngón tay lên cái cần thắng và mình thắng luôn, chứ không có thắng bằng một ngón hai ngón gì hết. Cái lý do mà để như vậy là theo các chuyên gia, là mấy biker mà kinh nghiệm người ta chia sẻ, ta nói là do khi mình thắng á, là mình buộc phải thòng ga, mình phải nhả ga ra. Nhưng mà nếu như mà mình cái tư thế tay lúc đó mà mình để sẵn lên trên cái cần thắng rồi á, thì khi mà mình bóp bằng mấy ngón đó á, thì mình lại có xu hướng là vặn ga, tăng ga đó. Thì đúng là như vậy, mình khi bóp mà anh em nào không quen hoặc là phản xạ trong một cái tình huống mà thấy phản xạ phải nhanh đó, nhiều khi không không có đúng trong cái kỹ thuật, nên là thường có xu hướng là sẽ vặn ga lúc mình bóp. Cho nên là với cái tư thế mà mình không có để mấy cái ngón tay sẵn lên đó đó, thì khi mình có nhu cầu thắng á, mình mới bỏ ra. Mình bỏ ra, mình để lên mình bóp, thì lúc đó là mình thòng ga. Đó thì theo mấy anh phân tích như vậy á, rồi mình thấy nó đúng. Cho nên là mình đang tập dần là bỏ cái dù để cái ngón tay lên đây, bỏ ngón hai ngón như sẵn đây nè, mà rõ đi, giống như là lúc chạy bên tay côn mà cũng vậy. Khi mình buông ra rồi là mình buông luôn, mình không có giữ để mình tập cái thói quen này, cho nó bỏ thói quen cũ. Nhiều khi cũng quên, cứ đỡ lên đi đường xa thì dễ lắm, không có khó. Nhưng mà đi trong phố là mình cứ phải thắng dừng hoài ấy, nên là để lên thấy nó cũng tiện. Còn đi đường xa thì mình dễ tập quen hơn. Gần tới cuối đường gì, đường Võ Nguyên Giáp nó ra địa phận của Trảng Bom. Giờ này xe tải đứng đợi đến giờ đây để chạy. À, đến đây mới hết giới hạn tốc độ 60 nè. À, thường là lên người ta hay bị cái thói quen chạy lên cầu là ta phải chạy tốc độ nhanh để bù lại cái dốc á. Mà để giới hạn tốc độ 60 ở hai bên đầu cầu á, nhiều khi nhiều bất tài, nhiều anh em không có để ý, chạy lố đi qua dốc là bị lụm liền. Chỗ này xe máy được chạy không? Đi xe máy có nhiều cái được ưu tiên lắm, đâu có phải cứ phải chạy ra làn ô tô làm gì. Cái chạy làn xe máy là được đèn ưu tiên cho chạy, ô tô là phải dừng. Bữa nay là ngày cuối của năm cũ ha, cuối của năm 2020, một cái năm rất là khó khăn với đa số mọi người, ai cũng gặp khó khăn hết.
nên là chúc mấy anh em bài cô giữ được nhiều sức khỏe ha. Năm nay là chúc sức khỏe là thấy ý nghĩa nhất luôn á. Nay ngày cuối mà không có thấy anh em nào đi ra miệt này hết trơn ta. Đi nãy giờ thấy vắng hoe, không biết đi trước đó rồi hay sao á. Đi ra đây là nó đã gì đâu luôn, thấy đường trống nó đã, đường trống, đường láng đó. Không ngờ là ngày cuối cùng của năm mình lại đi một chuyến xa, mà lâu lắm là mình không có đi. Đó là quay về Đà Lạt. Có việc đột xuất à? Ủa mưa hả? Ủa mưa. Nay giờ này vẫn còn mưa. Mưa nhiễu vài hộp. Chở đồ đi bán thấy thương ha. Có bạn biker Exciter 135. SH mod. Bữa nay ít thấy mọi người đi chơi lễ hay sao á, không thấy. Bao lâu mới thấy được một chiếc. Tưởng đâu là bữa nay kẹt công việc mà đi cái ngày này chắc nó đông lắm nhá. Chắc là mấy anh em mà tranh thủ nghỉ phép 1-2 ngày trước đi rồi sao á. Cái này lễ nghỉ thêm thứ bảy chủ nhật nữa. Chắc ai cũng tranh thủ đi chơi dài. Đến ngã ba Dầu Dây rồi sao á, làm mấy cái này che hết rồi không có biết đến đâu. Chắc là ngã ba Dầu Dây á, lâu quá không đi, quên mấy cái móc. Giờ sao quẹo qua ta. Ui, có đường quẹo hơn quá. Cái
này mà không có đường quẹo chắc tiêu luôn quá. Ok, quẹo quá được rồi. Biker gì đâu quẹo qua đường được, mừng gần chết. Rồi qua đường thiên đường của chúng ta rồi, thiên đường của các biker nè. Vẫn về, nếu như mà mình đi xong việc mà về sớm thì mình sẽ đi cái đường tỉnh lộ bên kia về, nó hơi xa một chút nhưng mà nó sẽ ít xe, tại mình về ngay ngày lễ nên là cũng không biết xe đông bên này chắc đông lắm. Với lại cũng chưa đi đường bên kia bao giờ nên đi cho nó trải nghiệm. Thấy mấy anh em đi bên đường đó review thấy thấy đường đẹp ra, vắng xe hơi, chắc là có cũng có đoạn hơi xấu nhưng mà mình thấy như vậy là cũng ổn mà, đẹp vắng. Xe chạy mượt hơn mấy đồng chí. Mình cũng không chắc là đi mấy cái bô mà quá ồn ào á thì không biết là nó có chỉnh nổi không. Chắc mấy cái đó phải map, chứ còn giải pháp này thì nó nhẹ nhẹ thôi chứ còn nặng nặng chắc nó chỉnh không nổi. Cái lại bô mình đi có tiêu nữa nên là phải chênh lệch thông số nó không nhiều. Đối với mình là mình thấy đạt yêu cầu á, mình sẽ tranh thủ chạy lên đến chân đèo Bảo Lộc, mình sẽ dừng xe nghỉ một chút rồi mình sẽ chạy chặng thứ hai là lên tới Đà Lạt luôn. Rồi mấy đoạn này nó tối lắm, chắc là mình sẽ không có quay để dành pin với lại thẻ nhớ đây. Mấy cái đoạn nào sáng đẹp quay cho mọi người coi ha. Dậy 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 dậy, đường đẹp quá trời kìa. Nói nghe giật mình ha. Tranh thủ đoạn đường vắng tối nãy giờ tranh thủ ngủ một chút ha. Nói đoạn này dậy chạy tiếp. Đường đẹp quá. Đẹp chưa, đẹp chưa. Còn 200 cây nữa là tới Đà Lạt. Một ngày cuối năm thật là thích. Không biết nói gì ngoài chữ thích. Đó, mình thích cái bình minh, cái sáng, ánh sáng nó dịu dịu như vậy nè, thích ghê. Người ta nói chụp hình phải lựa lúc bình minh, chụp sáng nó vừa đủ để tấm hình nó đẹp thôi. Chụp giữa trưa là rất là khó để có một tấm hình đẹp. Một ngày mới, ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người còn được đi tới đi lui như thế này may mắn lắm rồi. Thì năm nay cũng có nhiều việc ha. Mình thấy cũng có nhiều chuyện thấy đáng buồn, đáng tiếc. Mình nhớ có một cái clip mình nói về cái thói vô cảm á, mà
thấy nó nhiều nhiều cái trường hợp mình thấy rất là dễ thương. Mình không hiểu tại sao nó rơi vô một số cái tình huống nó thật là buồn. Buồn thì mọi người lại xử sự rất là kỳ cục. Cái chuyện đau thương của gia đình khác, mất mát của người ta mà mọi người có thể tận dụng nó để quảng cáo cho, rồi PR cho cái công việc của mình, cho tên tuổi của mình, rồi thì nhắc cho cộng đồng mạng nhớ về mình. Chả hiểu tại sao mình lại tận dụng những cái sự mất mát của người khác để mà cho bản thân mình, nó không hiểu nổi. Khi có những cái tình huống khác là cộng đồng mạng muốn chia sẻ rất là nhiều á, ví dụ như là trong lúc mưa bão đó, rồi rồi lũ lụt á, nhiều nhiều xe tải, nhiều xe hàng, người ta cố tình người ta đi chậm lại để ta che chắn gió cho những chiếc xe đạp, xe máy đi qua cầu, hoặc là người ta dùng cái xác to của xe để ta chặn cái nước đang cuốn mạnh để cho người ta băng qua một cái con đường bị lụt. Có những cái hình ảnh mình thấy rất là đáng yêu luôn á. Nghệ sĩ thì cũng là con người, người ta cũng có nhu cầu được riêng tư, người ta cũng có nhu cầu cho gia đình bản thân. Cũng không hiểu là tại sao mọi người lại hành xử như vậy. Nó xông ra nghè, nay nước nước lớn. Nó chạy đường xa mà buổi sáng sớm hay buổi tối mà không có đeo full face là không chịu nổi không? Chạy mà mấy cái con bọ đó nó bay nó đập vô mặt, bụp 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 nát bét trên cái kính full face luôn. Nhưng mà mình mà không có cái kính đó chạy nó khó chịu lắm. Năm nay có vẻ cuối năm nó không lạnh lắm đâu. Mình nhớ năm ngoái, năm mấy mấy năm trước nó lạnh. Thế là năm nay đó, nó không lạnh. Đi mình làm mặc cái áo đó, lạnh quá trời, mặc cái áo dày. Lên trên kia mà nó không lạnh chắc buồn lắm luôn á. Đến Định Quán rồi, đến đến địa danh đá Ba Chồng rồi. Đây là chuẩn bị đến đèo Chuối, mới ghé chưa chưa tới đèo Chuối mà phải ghé vô ăn, tại vì nó cũng hơi đói, sáng ha dậy hơi sớm. Nhưng mà tại vì cái đoạn sắp tới là nó nhiều cái đoạn nó đẹp mà cái pin Goro thì nó lại hết, nên mình ghé vô sẵn ăn sáng rồi mình thay pin luôn. Nếu như mà ghé sớm rồi thì bây giờ là mình sẽ chạy một mạch lên đến Đà Lạt luôn, không có ghé ngay chân đèo Bảo Lộc nữa. Vô đèo Chuối ha.
Ba đã vui. Năm nay ngoài ngoài cái chuyện nó rủi ro về dịch bệnh thì kinh tế cũng mọi người cũng bị ảnh hưởng nhiều nên không có thấy ai đi chơi. Chứ mấy năm trước là mấy cái ngày này là đông lắm á. Nhất là cái dịp mà nghỉ được nhiều ngày liên tiếp đó. Đường vắng ghê ha. Đường vắng lắm luôn á. Chuẩn bị vô đèo Bảo Lộc nha. Này đường vắng, chưa bao giờ mình đi lên đây mà đường nó vắng như vậy á. Tại thì trên Bảo Lộc thì cái nhiệt độ nó lạnh hơn nhiều rồi ha. Nó lạnh hơn ở dưới Sài Gòn mình nhiều lắm á. Nó không phải mát đâu. Đúng là cái bộ này nó giúp cho mình cái gan ti nó vẫn ổn định đều. Khi nó đi qua một cái môi trường nó lạnh hơn. Bình thường thì xe mình mà chạy map bình thường ở Sài Gòn đi thì đi mấy cái chỗ mà lạnh như Tây Bắc với lại Đà Lạt đồ á, những cái nhiệt độ nó lạnh á thì thường thường là xe nó sẽ bị yếu đi, mình chạy mình cảm giác nó yếu đi á, yếu đi rõ, kiểu như nó bị thiếu xăng á, thiếu xăng gió vậy á. Nhưng mà có cái bộ này á, thì nó giúp cho mình vẫn giữ được cái ổn định của cái xăng gió, cho nên là xe nó vẫn bốc với mượt như bình thường ha. Này có dịp nào mà đi ra Phan Rang á, chỗ nóng á, ra coi nó có bị dư xăng không. Nó heo, thường là đi chỗ nóng thì nó sẽ bị dư xăng, nó heo xăng rồi nó hay kêu là bụp khó chịu lắm. Giả quỳ tàn rồi ha. Này, hôm nay lại không có dịp đi lên đây lúc giả quỳ, mùa giả quỳ. Giả quỳ tàn rồi. Lên trên đây mới bắt đầu mới thấy mấy bạn đi chơi bằng xe máy nè. Ở Đồng Nai một biker cũng độc hành nè. Được á, nhìn phong cách á.
trạm thu phí nữa là đến Di Linh này nè. Gắn cái bộ booster này vô thì nó cũng đúng là nó cũng như tương tự như map á, nó heo xăng hơn, rõ ràng là nó heo xăng hơn. Nhưng mình chạy map zin á thì mình đổ đầy bình xe này á, là những lần trước mình chưa có gắn á thì mình chạy phải đến qua Đức Trọng. Đó là qua Đức Trọng một chút xíu thì nó mới hết khoảng 10 lít. Thì lúc đó bình xăng sẽ còn lại khoảng tầm 4 lít thôi. Nhưng mà cái gắn cái bộ này vô á thì alo. Alo. Sao em? À không phải, em nhầm số rồi. Quảng cáo chỗ này nó làm mình bực mình ghê luôn á. Đủ thứ chiêu trò bốc máy lên rồi nói chuyện như là người thân người quen. Lâu ngày gặp lại mình nghe mình cũng tưởng đâu là không biết là chết rồi không, người quen mà mình không nhớ hả? Mình cũng ráng mình ngồi nghe hồi cái vô cái quảng cáo. Rồi hôm nay thì giả bộ gọi lộn số. Đấy, mình trở lại cái bộ này ha, nó đúng là nó heo xăng hơn một chút. Bây giờ chưa tới Đức Trọng, gần tới thôi thì nó hết 10 lít xăng. Ngày xưa 10 lít xăng phải chạy từ Sài Gòn ra tới qua Đức Trọng một chút thì mới 10 lít. Ok, vậy thì nó cũng đúng, tại vì nó rõ ràng là nó chạy nó mạnh hơn, nó bốc hơn á. Nó mượt hơn nữa, đó là nó xăng gió nó phải bơm thêm vào nó. Chạy vòng tua thấp nó cũng phải bơm xăng gió thêm vô để cho nó xe nó mượt lại. Xong việc rồi, giờ mình dạo một vòng Đà Lạt ngày cuối năm rồi cho mọi người xem ha. Ai không có điều kiện lên đón giao thừa ở Đà Lạt thì mình xem cái clip của mình. Mình cũng chỉ ra đây sớm thôi, tí xíu gần giờ giao thừa mình cũng về lại, chứ mình thì không thích mấy cái chỗ đông. Nhưng mà xem coi cái không khí với lại mọi người nó có đông như mình tưởng tượng không. Mấy hôm nay mấy cái chú công an giao thông mà cũng vất vả đây. Đây quảng trường Lâm Viên. Quảng trường Lâm Viên cũng chưa đông lắm ha. Giờ này người ta còn đi ăn tối này kia rồi. Ta chưa có ra đây đâu. Giao thừa, gần giao thừa chắc đông, sẽ đông. Giờ này là mấy anh cảnh sát anh đảo rảo rồi đó. Đúng rồi, hồ Xuân Hương nó đẹp chưa. Bên này nhìn qua bên quảng trường Lâm Viên
mình hiểu sao cái biểu tượng của quảng trường Long Biên là cái hoa giả quỳ đó, người ta không làm sáng lên, người ta không làm sáng lên cho nó nổi. Nhưng mà sáng lên cái hoa giả quỳ đó nhìn đẹp lắm ha. Nhà hàng Hỷ Tạ nè. Này mấy thấy mấy cái gánh hàng rong mà nó bốc khói rồi lên nhìn tới bụng. Giờ mình đi về khu Hòa Bình. Thấy năm nay không biết ngày mai người ta lên có đông không, chứ như vậy thì nó cũng không có đông lắm so với lại những cái năm trước đây. Đây, phố đi bộ. Phố đi bộ mà bữa nay chắc chưa tới giờ cấm xe vào. Đây ngồi uống sữa đậu nành, ăn bánh tráng nướng đó là đúng bài luôn đó. Đây mình đi ăn bánh cái gì, đi uống ly sữa đậu nành rồi về. Bữa nay có chương trình ca nhạc nè. Xe anh em chơi mô tô lên cũng nhiều đó. Hôm nay không biết là có chỗ cho mình đậu xe không. Sớm thì chắc được, đông quá. Sao mình không có thích đông quá, không thích đông xíu nào. Đậu nành thì uống chỗ Tam Bạc Hổ là đó giờ là quán nổi tiếng đó giờ rồi. Giờ không thấy bắp nấu à. Thấy bắp nướng không à. Không thấy bán bắp nấu. Nướng mà trời trời lạnh nó cứng, ăn nó không có đã bằng bắp nấu. Nhai mỏi răng hơn bắp nấu. Mình vô đây mình ăn hủ tiếu gì đi rồi mình về. Mình chạy xuống đèo để đem cho mọi người xem ha. Xe chạy ngược chiều rất là ghê. Chạy lấn tuyến, lấn. Nếu mà xe khách đó. Đi đèo đêm là hết sức cẩn thận. Lên ai nấy chạy chứ mà chạy mà xỉu qua lên của người khác luôn á, rất là nguy hiểm luôn. Tại vì đường đèo dốc đó, nó khuất tầm nhìn quá,
nên là chỉ có một cách để tránh nhau, đó là lane của ai nấy chạy, chứ đừng có chạy lên qua lane của người khác là mình không có thấy, mình không có kịp thấy. Xe trên trên dốc đi xuống thì cũng tả thả dốc thì cũng chạy nhanh, mà xe dưới dốc chạy lên đó thì cũng phải chạy nhanh để lên dốc, kiểu gì cũng cũng nói được hết. Nên là nếu như mà chạy còn lấn lên nữa thì thôi. Nãy giờ mấy ca đó mình không có kịp bấm camera cho mọi người xem tài xế xe khách chạy ẩu như thế nào luôn. Cuối năm rồi mà không có chịu thận trọng ăn Tết cho nó vui vẻ. Chạy vậy rồi lúc có chuyện toàn nói phần phải không à. Mình thích chạy đèo lắm mà cái bận lên còn sớm quá, thì đến cái đoạn đèo này thì cái Goro nó hết pin. Thời tiết nó lạnh quá cho nên là pin nó xuống nhanh lắm. Nó hết pin mà làm biến dừng giữa đèo thay pin quá chạy luôn, nên là trong buổi tối rảnh này tranh thủ chạy một vòng đèo cho anh em xem không khí Tết của Đà Lạt. Cứ chạy đàng hoàng từ tốn như mấy chiếc xe này đâu có vấn đề gì đâu.